Hiếu TV tên thật là Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh năm 1982, là chủ kênh podcast và YouTuber quen mặt với những ai muốn tìm hiểu về chủ đề đầu tư và quản lý tài chính cá nhân. Hiện kênh này đang có 850.000 người theo dõi. Trên website chính thức, Hiếu TV giới thiệu về bản thân như sau: tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Úc. Hiện tôi là cố vấn cho chính phủ Úc về Digital Strategy, chiến lược tiếp thị kỹ thuật số. Mới đây, Hiếu TV đã thông báo dừng sản xuất video podcast trên kênh của mình, lý do bởi vì anh bị burnout sau quãng thời gian dài làm nhiều việc, cũng như đã chia sẻ hết những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy trong thời gian đi làm. Cuối clip, Hiếu TV cho biết những người yêu mến vẫn có thể gặp anh thông qua những khóa học đầu tư mà nam YouTuber đang bán. Từ sau khi thông báo chia tay, đã có rất nhiều học viên phốt khóa học của Hiếu TV không đạt chất lượng như kỳ vọng, số lượng thành viên trong group ngày càng tăng và hiện tại nhóm đã có gần 10.000 thành viên. Được biết, khóa học của Hiếu TV về chủ đề đầu tư có giá 250 đô, khoảng 5 triệu đồng, kéo dài trong 6 tháng. Nhiều học viên phốt khóa học bởi các lý do chính: chất lượng khóa học không như kỳ vọng, những video được đầu tư đẹp và chỉnh chu, song nội dung phần lớn là kiến thức cơ bản có trên mạng. Một số video dạy kiến thức đầu tư ở Việt Nam nhưng lại lấy ví dụ ở các nước khác, dẫn đến không mang ý nghĩa thực tế. Tiếp theo là bỏ bê học viên không xây dựng được cộng đồng đầu tư như đã hứa. Các học viên sẽ được tương tác và đăng tải bài viết trong cộng đồng do Hiếu TV tạo ra. Tuy nhiên, nhiều học viên cũng cho rằng gian quản trị viên không kiểm duyệt chặt chẽ các bài viết trong cộng đồng, dẫn đến bị loãng nội dung chất lượng. Hiếu TV cũng bị cho là không có tương tác hay tổ chức offline với các học viên, mà chỉ toàn học viên trao đổi và nhắn tin với nhau. Tiếp theo là một số thành viên trong khóa học bị xóa hoặc tạm dừng tài khoản, trong khi ban quản trị duyệt những nội dung tích cực, khen khóa học. Và cuối cùng là hứa nhiều nhưng không làm như đã hứa. Hứa tạo podcast riêng cho khóa học, tổ chức gặp mặt và giao lưu trực tiếp với các học viên. Tuy nhiên, cả hai điều này thì Hiếu TV chưa làm. Ngoài ra, các học viên cũng chỉ ra sự khác biệt trong lời nói và thực tế ngoài đời của Hiếu TV, dù nhận là cố vấn cho chính phủ Úc. Song trên trang lên cực của Hiếu TV lại không hề đề cập đến chức vụ hay công việc này, khiến cho nhiều người muốn xác minh thông tin này. Hiện tại vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng khóa học và profile công việc thực tế của Hiếu TV. Mới đây, Hiếu TV đã có dòng thông báo trên trang cộng đồng chính thức để giải thích về các lùm xùm xung quanh khóa học trong thời gian qua. Theo đó, Hiếu TV công khai xin lỗi DHG vì những hành động nóng vội của mình. Hiếu TV cho biết đã gặp mặt nói chuyện với G, trực tiếp mở lại tài khoản và chủ động mời anh này quay lại. Tuy nhiên, bài phốt của G trong group review vẫn chưa bị xóa hay ẩn đi. Bên cạnh đó, Hiếu TV thừa nhận bản thân nóng vội và thiếu chuyên nghiệp trong việc xử lý trong cộng đồng. Anh cũng nhận khuyết điểm khi không tương tác thường xuyên với các học viên trong cộng đồng. Về ý kiến chất lượng kiến thức trong khóa học không đạt chất lượng, Hiếu TV cho biết vì sự kỳ vọng của mỗi người khác nhau nên có nhiều trường hợp khóa học không đáp ứng được nhu cầu. Anh cho biết sẽ cố gắng lắng nghe góp ý của học viên nhiều hơn. Hiếu TV cũng thừa nhận chưa thực hiện được những lời hứa với học viên như tạo postcard cho khóa học. Anh đưa ra giải pháp sẽ cố gắng cùng team hoàn thiện nhanh các postcard này để gửi tới học viên. Mặc dù hứa tổ chức gặp mặt cho các thành viên, song Hiếu TV cho biết tôi không biết làm sao để tổ chức một buổi họp mặt với quá đông người. Và đến nay, thú thật tôi vẫn chưa có giải pháp cho việc này. Anh cũng mong thành viên trong cộng đồng sẽ cùng nghĩ ra giải pháp giúp anh. Hiện tại, mặc dù đã lên tiếng xin lỗi, nhưng Hiếu TV vẫn nhận về nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội. Còn bạn nghĩ sao về câu chuyện này?